Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin mở cửa trong mịt mờ. Dù là giọng Nghệ An khó nghe gấp 10 lần đi nữa thì Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam ông Hồ Đức Phước tuyệt đối không thể nói sai. Ở nước nào cũng thế, ngân sách quốc gia là tuyệt mật. Thông tin về ngân sách quốc gia liên quan chặt chẽ đến sự tồn vong của chính thể nên không bao giờ có thể đem ra nói ở một hội nghị công khai. Do vậy, có thể chắc chắn ông Phước không thể buột miệng mà nói ngân sách trung ương đã trống rỗng như vài tờ báo đã đăng trước đó. Còn nếu như câu buột miệng đó là thật, ông ta không thể ngồi ở cái ghế đó tiếp tục. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đang báo cáo trước Quốc hội. Nhưng có một điều cực kỳ chắc chắn rằng ngân sách quốc gia đã tổn thương trầm trọng. Chỉ trong vài ngày, một loạt hoạt động, động thái liên quan chặt chẽ với nhau liên tiếp đã diễn ra. Nó báo hiệu điều gì? Ông Hồ Đức Phước buột miệng nói ngân sách trung ương đã trống rỗng, sau đó lại sửa lại là ngân sách dự phòng cho năm 2021 đã hết. Các hiệp hội doanh nghiệp hàng đầu như Acham Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ, ASEAN Eurocham và COCHAM kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có lộ trình rõ ràng cho việc mở cửa trở lại ngay từ bây giờ. Họ cho biết đã có ít nhất 20% thành viên sản xuất của hiệp hội đã chuyển một số hoạt động sản xuất sang một số quốc gia khác vì không hoạt động được trong điều kiện phong tỏa 3 tại chỗ, 1 cung đường, 2 điểm đến, cùng với các thủ tục vụn vặt thay đổi liên tục, gây khó khăn như mỗi tỉnh áp dụng một quy định về hiệu lực xét nghiệm và luồng xanh khác nhau, giấy đi đường cho nhân viên cũng khác nhau, vân vân. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã giáo diết tiêm vaccine cho người dân. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh khẩn cấp lên danh sách những người chưa tiêm, đã tiêm một mũi hay đã hoàn thành cả hai. Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thông báo từ ngày 1 tháng 10 chỉ ai đã tiêm đủ hai mũi mới được đến nơi làm việc. Không nghi ngờ gì nữa, hai điểm đầu là nguyên nhân buộc phải mở cửa lại cho nhanh, còn hai điểm cuối là động thái cho thấy điều đó đang diễn ra. Và người dân Thành phố Hồ Chí Minh dường như đang sống như những trái cây. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu 21 tháng 9 rằng gom F0 đi cách ly tập trung do hiểu nhầm. Trên thực tế, về cách điều trị F0 thời gian qua tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy rằng F0 tự cách ly và chữa bệnh tại nhà thì số tử vong so với sự cách ly tập trung của chính quyền là quá ít không đáng kể. Và sự hiểu nhầm của các quan chức đã gây ra gần 18.000 người chết, trong đó hàng ngàn trẻ em mồ côi, không cha, không mẹ. Và đây là tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang gây ra cho người dân cả nước. Tuy nhiên, sau 4 tháng phong tỏa để chống dịch, trong cả hai thành phố lớn nhất nước, bài toán chống dịch dường như không khác trước mấy bao nhiêu. Nghĩa là vẫn mịt mờ, không có bài bản và nhiều lúc rất giống chiếc đèn cù. Tối Trung thu ngày 21 tháng 9, mặc dù vẫn đang trong bối cảnh có dịch, người dân Hà Nội đã chở cả gia đình lên xe máy đi dạo phố đông nghẹt. Các bác sĩ và chuyên gia dịch tễ lại an ủi rằng người dân sẽ chỉ đi dạo ngoài đường nơi có không gian thoáng và đều đeo khẩu trang nên sẽ khó có nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện để COVID lây lan nhanh chóng. Nhưng nếu nhìn lại các thời điểm 30 tháng 4, 1 tháng 6, 22 tháng 7 chẳng hạn, là những ngày cả nước đổ ra đường để đi du lịch, về quê hoặc chỉ đơn giản là đi mua thực phẩm trước khi thành phố phong tỏa, và con số bệnh nhân đã tăng vọt sau đó, chắc không ai tự chân an nổi. Đặc biệt, Tết Trung Thu đúng ngay sau khi thời điểm nới lỏng 90 ngày giãn cách, nên việc các gia đình cùng nhau sum vầy ăn uống sẽ vô cùng phổ biến. Còn virus chỉ chờ những dịp như thế này mà thôi. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, dù không có cảnh người chen vai chích cánh ra đường như Hà Nội, nhưng bên trong là chiếc đèn cổ thực sự. Rất nhiều con hẻm sống như những trái cây, là đầu dịch hiên ngang treo bảng vùng xanh, tức là không có dịch, không có bệnh nhân, giữa mùa chuyển sang cam, tức là có vài ca, cuối mùa thì chín đỏ. Hàng chục ca bệnh trong một con hẻm nhỏ đã lây lan, đã lây trọn một gia đình và nhiều gia đình đối diện khác liền nhau. Chính quyền thì rất quan liêu, quan chức thì bỏ mặc đó. Nguyên nhân cũng chẳng có gì mới mẻ. Người dân trong những con hẻm bình dân không hiểu sâu sắc về dịch bệnh nên đeo khẩu trang chỉ để đối phó. Hàng ngày vẫn la cà giao du chặt chẽ, nhất là khi đã tiêm vaccine thì càng chủ quan rủ nhau ăn uống nhậu nhẹt, ca hát tha hồ. Hình ảnh biển người đổ ra đường chơi Trung thu ở Hà Nội trong cơn đại dịch.
báo chí thì chỉ được phép ủng hộ các chủ trương chống dịch, thông tin vui hoặc thống kê các con số, nhưng không được nói rõ hơn đằng sau các con số đó là những gì, cũng không có những bài phân tích thực sự đưa thông tin cho người dân để biết. Cả nước có hơn 17.000 ca đã tử vong tập trung trong vài tháng qua, nhưng trên báo chí hầu như không có cận cảnh những cái chết ngoài cộng đồng do bệnh viện không còn chỗ, hay cảnh bệnh nhân chết quất quấn xác không kịp trong các nơi nhà thương. Chính quyền sở tại hiểu là từ các thiết chế nhỏ nhất tại cơ sở như tổ dân phố đến phường, quận, thành phố là cực độ quan liêu nên không hề nắm được thực chất diễn ra trong các con hẻm hay các chung cư bình dân. Các chuyên gia chống dịch có danh trên mạng, thậm chí có tên trong các tổ tư vấn của chính quyền. Không ít người chỉ có ý kiến và kiến thức về kinh tế nhưng lại hỏng kiến thức về xã hội, đặc điểm dân cư, lối sống và văn hóa địa phương, vân vân. Vì vậy, họ bung chuyện nguyên các bài bản chống dịch của phương Tây, nơi có điều kiện chống, sống tốt, pháp luật và trình độ nhận thức cá nhân rất cao so với Việt Nam, mang về đất nước để áp dụng hoặc cung cấp lời khuyên. Không phải tất cả các chuyên gia đều thế, nhưng không hề ít trong số họ là như vậy. Còn các vị lãnh đạo, họ là công bộc của dân thì luôn hô to khẩu hiệu do dân, vì dân, nhưng thực tự lại khác. Công bộc chẳng lẽ lại hiểu chủ nhân sống như thế nào, khả năng chịu đựng dịch bệnh ra sao, diện tích nhà mấy mét, bao nhiêu nhân khẩu, thu nhập trung bình bao nhiêu, liệu có giãn cách hay điều trị tại nhà được hay không. Phong tỏa thì bao lâu họ sẽ hết tiền thì họ sẽ làm gì để có cái ăn, vân vân. Còn doanh nghiệp thì nhịn thở được đến lúc nào, bệnh viện chữa được bao nhiêu người rồi cũng tàn hoàng vì số bệnh nhân tăng chóng mặt. Đây là hình ảnh nhiều nơi trong thành phố Hồ Chí Minh đã bị chặn hàng rào dây kẽm gai. Thật đáng buồn là đúng như thế, các vị lãnh đạo không thể hiểu được. Cái ghế của họ bắc quá xa người dân, cũng bắc quá xa các nhà khoa học và các biển thông tin dịch bệnh chuẩn xác, cập nhật mỗi ngày trên toàn thế giới. Hơn nữa, dịch lan tràn ở cơ sở, nhưng cơ sở không ai phải chịu trách nhiệm cá nhân cả. Các quyết định đều thông qua đa số, rồi hầu như việc gì cũng được đẩy lên cấp cao nhất. Hoặc quyết định trong cuộc họp rồi đủng đỉnh chuyển qua nhiều cấp, nhiều ban ngành để triển khai. Đến người dân đã là cả tuần hoặc vài tuần sau đó. Đến lúc đấy thì tình hình dịch bệnh đã thay đổi, đã đòi hỏi phải có đối sách khác thì sao? Thế là đảng lại cho họp và lại họp, lại ra khẩu hiệu và nghị quyết để mặc người dân bơi ngoài kia với đại dịch. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã cố sức khoanh vùng, truy vết và test nhanh khi dịch đã lan ra cả địa bàn. Khi dịch gian lan ra khắp vùng thì mạnh tỉnh nào tỉnh ấy đóng cửa, bất cần biết lúa chín gục ngoài đồng, cá lớn nghẹt ao nuôi, rau giả héo ngoài ruộng, heo gà lớn chật chuồng và ai, dịch bệnh gì thì cũng phải ăn. Thành thử ở nước ngoài khi phong tỏa là cắt đứt giao thông cho người tiếp xúc gần để tuyệt đối ngăn người gây bệnh, nhưng họ lại cung cấp đầy đủ để người dân chấp hành lệnh ở nhà. Nhưng ở nước Việt Nam thì lại khác, là tuyệt nguồn cung cấp thực phẩm và dược phẩm khiến người dân phải đổ ra đường trước mỗi lệnh phong tỏa hoặc là lén lút tìm đủ mọi cách để mua thực phẩm. Tất nhiên khi lén lút như vậy thì không thể kiểm soát về dịch tễ, thế là con virus corona cứ thế lan nhanh trong cộng đồng. Đây là hình ảnh các ship ở thành phố Hồ Chí Minh xếp hàng dài nhiều giờ chờ test Covid để có thể được đi giao hàng. Nhất là khi các công văn thông báo chủ trương luôn kèm với một danh sách các công ty bán kit xét nghiệm. Điều này khiến giải thích về mục đích của test diện rộng vô cùng khó thuyết phục. Và cuối cùng hưởng lợi là ai? Đó là những công ty bán trang thiết bị y tế cho xét nghiệm. Đây có thể là những sân sau rất lớn của các quan chức Đảng Cộng sản. Trong bài phát biểu cách đây vài ngày, ông Hồ Đức Phước cũng đã nói rằng hàng chục ngàn chiến sĩ công an đang phòng chống dịch phía Nam, đặc biệt là tại Bình Dương, Đồng Nai, nhưng không còn ngân sách hỗ trợ, giờ chỉ chờ vào tiết kiệm chi. Tuy nhiên, tin trên báo vào tối ngày 21 tháng 9 lại cho biết có 4.000 chiến sĩ quân y khác đang tiếp tục vào miền Nam để hỗ trợ chống dịch. Dù vậy, trong vòng một tuần nữa thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở cửa lại, nhiều ngành nghề chắc chắn sẽ dần hoạt động. Việt Nam cũng đã tuyên bố phải sống chung với đại dịch. Thế nhưng, ngoài những thông tin đã xác định ở mức rất đại khái, như người đã trích đủ 2 mũi vaccine thì được đến cơ quan làm việc. Còn lại, người dân vẫn hoàn toàn chưa được biết cách sống chung với dịch như thế nào, các cấp độ đóng mở nền kinh tế là gì và khả năng được chữa bệnh ra sao. Nhìn tới, nhìn lui, cảm giác của việc chống dịch tại Việt Nam cho đến hiện tại thì vẫn như người đi trong sương mù. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm
ngày 23 tháng 9 năm 2021 với bản tin Mở cửa trong mịt mờ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.